lừa dối em. Không, hai vẫn còn qua lại với hắn ta. Hai còn đưa hắn ta vô nhà để mà cải tủ. Tại sao hai lại dám làm cái chuyện động trời như vậy hả hai? Thảo à, Thảo không có. Không có đâu Thảo à. Chị lại em. Chị với anh được. Chị là tò mò. Đúng rồi, tò mò. Chứ không có gì hết á. Chị lại em á. Em bỏ qua cho chị đi. Đừng, em đừng có nói lại với ông bà chủ nha em. Nha. Chị năn nỉ em đó. Chị hứa lần này thôi, không bao giờ có lần sau đâu. Thảo à. Anh đi em đi. Tôi không ngờ hai người cả gan tới vậy. Còn hai, tại sao hai lại làm chuyện bất nghĩa như vậy hả hai? Nhà người ta đã cua mang đùm bọc hai chị em mình. Tại sao hai? Thảo, chị xin em, chị đại em. Em bỏ qua cho chị lần này đi. Thảo ơi Thảo. Chị xin em đó Thảo ơi. Chị xin em đó Thảo. Bỏ qua cho chị đi Thảo. Thôi được rồi. Nể tình chị là chị của tôi. Tôi sẽ không làm lớn chuyện này. Nhưng mà hai người lập tức đi ra khỏi đây. Đi liền đi. Đừng bao giờ trở lại đây nữa. Không Thảo ơi. Chị xin em Thảo ơi. Thảo ơi, chị lại em Thảo ơi. Em làm ơn nể tình ba má. Rồi em tha cho chị đi Thảo ơi. Em cho chị ở lại đây đi Thảo ơi. Đừng có đuổi chị đi mà Thảo ơi. Thảo ơi. Chị lại chị em nghĩ tới ba má. Mà tôi cho chị một con đường sống. Chị nhất định chị không được sống trong căn nhà này nữa. Tôi không muốn gia đình này bị chị làm hại. Không Thảo ơi Thảo. Thảo ơi chị lại em. Chị thề là không có lần sau đâu Thảo ơi. Đừng đuổi chị đi mà Thảo ơi. Tôi không còn tin chị nữa. Chị đi đi. Chị đi ra khỏi đây đi. Không Thảo ơi. Chị thề. Chị không muốn rời khỏi đây đâu. Em cho chị ở lại đây đi Thảo ơi. Đừng có đuổi chị đi mà. Buông tôi ra. Không mà chị lại. Nếu như mà hai người không đi, ngày mai tôi sẽ trình báo chuyện này. Đừng Thảo. Chị đang là chị ruột của em mà. Đừng mà Thảo. Buông ra. Đuổi chị Thảo ơi. Nếu như mà hai người không đi, tôi kêu gia nhân vào lôi cổ hai người ra đó. Thảo ơi đi. Thảo ơi Thảo đừng mà. Thảo ơi em sao vậy? Thảo ơi em sao vậy? Thảo ơi em... Anh Đường, anh đi đâu vậy? Em à, đây là cơ hội tốt nhất cho mình bỏ trốn đó. Không, anh đưa Thảo đi. Đi bà mụ đi. Không được, bỏ trốn đi. Dạ rồi. Đưa nó đi bà mụ đi, nó là em của tôi.